Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 12, thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đã chuyển sang trạng thái âm u, khiến cho nhiều người lo lắng về tình trạng mưa rào vào đêm Noel. Tuy nhiên, theo như các chuyên gia khí tượng, độ ẩm hiện nay chưa đủ để gây mưa, thay vào đó người dân miền Bắc có thể tận hưởng đêm Noel trong thời tiết ấm áp hơn. Thời tiết âm u là kết quả của việc không khí lạnh tăng cường yếu theo hướng lệch đông, thúc đẩy trường gió đông giàu ẩm vào đất liền. Tuy nhiên, trường gió này hoạt động chưa đủ mạnh để gây mưa mà chỉ đủ khiến bầu trời nhiều mây và bớt khô hanh hơn. Độ ẩm trung bình ngày hôm nay ở mức 82%, cao hơn hẳn so với những ngày trước đó. Trời nhiều mây khiến cho nền nhiệt ban ngày không cao, vẫn giữ trong khoảng 17 đến 20 độ. Nhưng ban đêm, lớp mây này lại ngăn cản phát xạ nhiệt và giúp nền nhiệt tăng nhẹ khoảng 2 đến 4 độ. Đêm Noel này, nền nhiệt thấp nhất tại thủ đô cũng lên tới 17 độ. Với mức nhiệt này thì rét đậm đã chấm dứt. Thêm vào đó, gió chỉ thổi nhẹ nên cảm giác cũng bớt giá buốt hơn. Người dân có thể thỏa sức tham gia các hoạt động chào đón mùa Giáng sinh 2014.